La la la, ta là con vi khuẩn chính là ta. Bất cứ nơi đâu ta cũng tham gia. Đem các chiến binh xà phòng rửa sạch rồi. Chúng ta phải chạy thôi. Ui da, chết rồi. Thế là ta đã hết cơ hội được nhảy múa trên cơ thể con người rồi. Không còn được góp mặt trong các bữa ăn và trong các đồ uống nữa chứ. Không những thế, chúng ta còn bị nhốt lại ở đây trong cái chậu rửa tắm tối này. Đưa vi khuẩn chúng tôi đi đâu đây? Rửa tay bằng nước sạch và xà phòng là cách tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả nhất nhằm phòng chống các bệnh lây qua đường tiêu hóa.